Chào các bạn, hôm nay Thế Giới Nam Châm xin giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là dàn nam châm lọc sắt. Kích thước của dàn nam châm này là 650 x 650. Nam châm được chế tạo từ nam châm đất hiếm, và bên bọc bên ngoài là vỏ inox 304, đảm bảo cho chống ăn mòn và bị rỉ sét, bên ngoài của dàn nam châm được bọc bằng khung inox rất chắc chắn, hàn chắc chắn, hàn gần như là liền vào thành một khối ạ. Inox là inox 304 nên là các bạn yên tâm về vấn đề ăn chống ăn mòn của sản phẩm ạ. Sản phẩm này là được ứng dụng trong các cái dây chuyền sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất gạo và lương thực thực phẩm, chế biến nhựa, hạt nhựa, chế biến đá trắng. Thông thường thì các cái dàn nam châm kích thước của nó nhỏ gọn hơn. Trong trường hợp này là dùng cho cái phễu kích thước tương đối lớn nên là khách hàng có đặt chúng tôi cái kích thước của nam châm là 650 x 650, với số lượng thanh trên này là 12 thanh. Lực từ của nó là khách hàng có thể yêu cầu lực từ 7.000 gau đến lực từ tối đa chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu là 12.000 gau. Sản phẩm thì được sản xuất bởi Thế Giới Nam Châm. Chúng tôi luôn có sẵn các mặt hàng để các bạn có thể lựa chọn kích thước, từ kích thước to, nhỏ và những kích thước đặc biệt thì các bạn có thể đặt hàng, đợi hàng trong khoảng thời gian là 10 ngày. Sau đây chúng tôi sẽ thử nghiệm cái công dụng của cái sản phẩm nam châm dàn tách sắt này. Đây là chúng tôi có các cái tạp chất sắt, nó sẽ được rắc như chúng ta thông thường là sẽ thấy là trên dây chuyền là có cái máy sàng rung là sẽ sắc rắc nguyên liệu, và khi nguyên liệu có chứa tạp chất sắt nó sẽ giữ lại sắt và nguyên liệu vẫn có rơi qua được cái vị trí sàng. Sắt hoàn toàn được giữ lại. Các bạn lưu ý là khi chúng ta vệ sinh thì người công nhân nên sử dụng găng tay để đảm bảo cho cái sắt thì không chọc vào làm hỏng bàn tay của chúng ta. Thông thường thì chúng ta nên vệ sinh cái dàn nam châm này trong khoảng thời gian là 1 ca một lần. Khi các bạn giao ca thì đến người công nhân phải có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ để bàn giao lại cho cái người phía sau. Tại vì khi nguyên liệu nó có nhiều sắt quá thì nó sẽ làm cho cái việc nguyên liệu chảy qua cái vị trí cái khe giữa các thanh nam châm này rất là khó khăn, làm cho ùn tắc dây chuyền. Chúng tôi giới thiệu một số cái dạng nam châm có các cái hình dạng khác nhau để quý vị có thể tham khảo. Đây là cái dạng khung kích thước lớn. Ở đây cũng có một cái dạng khung là dạng khung của nó nhỏ hơn, gọn hơn ạ. Các sản phẩm này đều có sẵn tại địa chỉ số 26A ngõ 488 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Dàn này là dàn 9 thanh ạ. Loại lực từ siêu mạnh đấy. Các cái dàn nhỏ thì chúng tôi thiết kế rất là nhỏ gọn. Ở đây là trong các cái phễu khách hàng yêu cầu là rất là nhỏ nên là chúng tôi có thiết kế cho theo yêu cầu của khách hàng. Các bạn có thể yêu cầu đặt hàng với số lượng tùy ý. Mọi yêu cầu đều được đáp ứng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Website xin liên hệ với Thế Giới Nam Châm.com, địa chỉ là số nhà 26A, ngõ 488, đường Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 617 369. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.